Xin chào tất cả các anh em biker. Tôi đang đứng tại showroom của Bảo Minh Moto. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một sản phẩm, đó là bộ số lùi Mamba đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Bộ số lùi Mamba này có hai màu, đó là chrome và đen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong chúng gồm những bộ phận gì nhé. Đầu tiên tôi sẽ mở cái hộp số lùi màu chrome này nhé. Mình giới thiệu một chút, cái hộp số lùi Mamba này là dành cho những chiếc xe đời từ 2017 trở lên, dòng Touring của Harley Davidson nhé. Rồi, bên trong là mở đầu chúng ta sẽ thấy là một quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, bao gồm là cách lắp đặt, cách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo là phần piston của cái bộ số lùi này. Giá đỡ. Núm vặn màu chrome. Hệ thống bánh răng. Cần gạt. Đây, cái cần gạt này mình sẽ gắn cái núm bên trên này. Đó. Và một cái bánh răng nhỏ hơn. Răng cao su và khóa bảo hiểm. Tất cả đều màu chrome nha. Hệ thống răng. Ốc lắp đặt và các cái chỉ số. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây chính là cái khung của bộ số lùi Mamba sản xuất tại Nhật Bản. Thì cái bộ số lùi Mamba màu chrome này sẽ phù hợp cho với chiếc xe Harley Davidson có bộ lốc máy màu chrome. Rồi, chúng ta sẽ đến với bộ số lùi Mamba màu đen. Thì Mamba này là một công ty của Nhật liên kết với tập đoàn AIM của Mỹ để tạo ra những cái bộ truyền động cho xe phân khối lớn nói chung và Harley Davidson nói riêng. Ở trong khuôn khổ video này thì mình sẽ chỉ giới thiệu với các bạn là hộp số lùi Mamba gồm những chi tiết gì. Video tiếp theo tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu quy trình lắp đặt hộp số lùi Mamba lên một chiếc Harley Davidson thông qua đội ngũ kỹ thuật của Bảo Minh Moto. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Đừng quên nhấn like và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất từ những các video tiếp theo của Bảo Minh Moto. Xin chân thành cảm ơn các bạn.